Thưa quý vị và các bạn, chất lượng nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến thủy sản mà đặc biệt là ngành cá tra đang là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại. Chất lượng không đồng đều sẽ dẫn đến giá thành thấp, không đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của thị trường. Để tháo gỡ vấn đề này, các doanh nghiệp cần có sự liên kết chặt chẽ với hộ nuôi tạo thành một chuỗi liên kết dọc. Đó là nhận định của ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Thủy sản Việt Nam. Đây là diện tích ao nuôi cá tra của một doanh nghiệp chế biến thủy sản đóng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Do là ao nuôi của doanh nghiệp nên việc đầu tư cũng được triển khai khá bài bản. Nguồn nước, thức ăn và con giống đều được kiểm soát, đạt tiêu chuẩn và được cung cấp chứng chỉ Global Gap. Để làm được điều này, doanh nghiệp phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng cho hoạt động đầu tư. Với các hộ nông dân, việc đầu tư này là không thể bởi nguồn tài chính hạn hẹp, quy mô nhỏ lẻ. Như vậy, muốn diện tích ao nuôi của các hộ nông dân đạt được các tiêu chuẩn theo quy định của thị trường, giải pháp tốt nhất là liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân. Việc liên kết này có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như hợp đồng nguyên tắc, tức là ký từ đầu vụ, giá thỏa thuận theo thời điểm, hoặc hợp đồng nuôi gia công, hợp đồng tiêu thụ có đặt cọc trước, v.v. Để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và chất lượng ổn định, một số doanh nghiệp đã chọn giải pháp đầu tư ao nuôi, tự cung 100% nguyên liệu cho nhà máy. Nhiều doanh nghiệp không thể tự cung nguyên liệu đang hướng đến giải pháp liên kết với các hộ nuôi, cùng nhau chia sẻ khó khăn và lợi nhuận. Những doanh nghiệp nào mà không có chủ động được 100% vùng nuôi thì tôi nghĩ giải pháp hiện nay là nếu như nuôi được 20-30% thì còn lại phải có một cái sâu chuỗi đảm bảo có một nông dân, có những nông dân, hộ nông dân liên kết chặt chẽ và hậu thuẫn. Khi nguyên liệu khan hiếm thì vẫn cung cấp cho nhà máy, khi nguyên liệu thừa thì nhà máy cam kết mua hết cá của những hộ nông dân đó. Thì tôi nghĩ nếu như mô hình nào cũng vậy, doanh nghiệp chủ động 100% nguyên liệu hay doanh nghiệp liên kết với nông dân, tôi nghĩ điều tốt cả. Thì nếu như doanh nghiệp nào ở địa phương nào thì nên gắn bó với những nông dân ở địa phương mình và có sự gắn kết chặt chẽ với nhau, thì tôi nghĩ nông dân cũng rất là dễ thông cảm cho doanh nghiệp. Khi giá xuất khẩu khó khăn bị đao giá thì họ cùng chia sẻ, còn khi bán được giá thì doanh nghiệp nên chia sẻ lại cho nông dân với cái giá nào đó thích hợp tốt hơn. Hình thức chuỗi liên kết dọc giữa doanh nghiệp và hộ nuôi sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho hai bên. Khi liên kết với doanh nghiệp, các hộ nuôi sẽ có được nguồn tài chính dồi dào hơn, việc đầu tư cũng ít gặp rủi ro hơn bởi đầu ra và giá thành cho cá tra đã được các doanh nghiệp đảm bảo. Đối với các doanh nghiệp, khi liên kết doanh nghiệp sẽ có được nguồn cung nguyên liệu ổn định, chất lượng đồng đều và đặc biệt là có sự chia sẻ từ các hộ nuôi khi gặp khó khăn. Hiện nay, giá thành nuôi cá của các doanh nghiệp và người nông dân cũng chênh nhau khá lớn. Theo tính toán của Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, để cho ra 1 kg cá thịt, hộ nuôi nhỏ lẻ phải bỏ ra từ 22 đến 23 nghìn đồng. Trong khi đó, chi phí mà doanh nghiệp nuôi chỉ khoảng 19 đến 20 nghìn đồng. Sự chênh lệch này là do người nông dân nuôi nhỏ lẻ, khó tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ và phải qua trung gian trong các khâu như nhập thức ăn, nhập cá giống. Chính vì vậy, nếu liên kết các hộ nuôi có thể đạt được mức lợi nhuận cao hơn nhiều. An Giang cũng được xem là tỉnh đi đầu trong việc hình thành mô hình liên kết dọc trong ngành cá tra. Năm 2011, mô hình này đã được thí điểm triển khai tại An Giang. Để cái ngành cá tra này mà phát triển một cách bền vững thì không có gì khác hơn là cái sự liên kết giữa doanh nghiệp, nông dân và các dịch vụ đầu vào. Bởi vì chỉ có cái mối liên kết này thì nó bảo đảm cho cái cung cầu nó cân bằng, nó không bị là ảnh hưởng. Thì như hiện tại ở An Giang thì đang làm cái chuỗi liên kết này, thì cũng đang cái gặp khó khăn là cái chỗ mà cái đồng vốn hỗ trợ cho nông dân khi tham gia cái liên kết. Bởi vì khi tham gia cái chuỗi này thì nó có cái bảo đảm được cái đầu ra và cái giá cả ổn định. Thực ra mà nói thì đối với một số doanh nghiệp mà gắn kết nông dân trong cái chuỗi này thì cũng đã có cái hỗ trợ cho nông dân, tức là cũng chia sẻ cái lợi nhuận với nông dân để bằng cách là mua cái giá là nó tương đối tốt hơn cái giá thị trường mà nó thấp. Thì chỗ này thì bà con cũng rất là mong được cái liên kết. Với mô hình chuỗi liên kết dọc, các doanh nghiệp tham gia đã quy hoạch vùng cá nguyên liệu, ký kết hợp đồng sản xuất cung cấp nguyên liệu sạch và chia sẻ lợi nhuận giữa doanh nghiệp với các hộ nuôi. Tại thời điểm này, giá cá tra đang giảm mạnh, các doanh nghiệp thường chỉ mua cá với mức 22.000 đồng trên 1 kg. Nhưng doanh nghiệp trong chuỗi liên kết của An Giang đang giữ mức giá là 23.000 đồng trên 1 kg. Hiện nay, lượng cá do các doanh nghiệp chế biến tự nuôi chiếm khoảng 65%. Như vậy, 35% còn lại nằm trong các hộ nuôi nhỏ lẻ. Nếu không có sự liên kết chặt chẽ thì rất khó để đảm bảo chất lượng đồng đều cho cá tra xuất khẩu của Việt Nam và việc cải thiện hình ảnh con cá tra Việt Nam trên trường quốc tế cũng khó khăn hơn.
Thưa quý vị và các bạn, nguồn vốn là vấn đề đang được cả doanh nghiệp và hộ nuôi cá tra quan tâm. Thông qua mô hình chuỗi liên kết dọc, doanh nghiệp và hộ nuôi có thể dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn hơn. Đó là một trong những lợi ích thiết thực từ chuỗi liên kết này. Do sức khỏe của nền kinh tế suy yếu, các doanh nghiệp ngày càng khó tiếp cận với nguồn vốn vay. Đối với các hộ nuôi nhỏ lẻ, vấn đề này còn nan giải hơn nhiều. Bởi muốn tiếp cận được nguồn vốn vay, hộ nuôi phải có tài sản tín chấp. Như vậy, một trong những giải pháp tốt nhất là doanh nghiệp và hộ nuôi liên kết lại với nhau, vừa bổ trợ nguồn vốn đầu tư cho nhau, vừa tạo nên một chuỗi lớn mạnh để đảm bảo uy tín khi tiếp cận với nguồn vốn vay từ ngân hàng. Thì tôi nghĩ cái mối này, bền vững này là chỉ có trên tinh thần tự giác của người nông dân và tự giác của người lãnh đạo doanh nghiệp để tiến hành một cái sự gắn kết chặt chẽ hơn. Tôi nghĩ trong bối cảnh rất là nhiều sự khó khăn, doanh nghiệp khó khăn vay vốn ngân hàng và bản thân nông dân vay vốn ngân hàng rất khó khăn. Tôi nghĩ cái chuyện đầu ra liên kết đó làm cho ngân hàng có thể đủ lòng tin cho nông dân vay với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, hoặc là ngân hàng hỗ trợ cho doanh nghiệp đảm bảo có nguyên liệu xuất khẩu ổn định, thì tôi nghĩ mối gắn kết này đều có lợi giữa ba bên: người nuôi cá, doanh nghiệp và ngân hàng. Điển hình như mô hình liên kết của công ty Aribis. Thay vì đầu tư 100% kinh phí cho ao nuôi, doanh nghiệp này chọn giải pháp liên kết với các hộ nông dân trong khu vực, đầu tư 200 hectare ao nuôi theo hình thức góp vốn 50-50. Như vậy, doanh nghiệp chỉ phải đầu tư một nửa vốn mà vẫn có được nguồn nguyên liệu ổn định. Còn đối với các hộ nông dân, khi liên kết với doanh nghiệp, hộ nông dân sẽ được doanh nghiệp hoàn lại 10% VAT. Nếu tự nuôi, nông dân phải gánh chi phí này. Đây chính là giải pháp đầu tư hữu dụng trong thời buổi kinh tế khó khăn, lãi suất cao như hiện nay. Hiện nay, một số ngân hàng đã mở van tín dụng cho các doanh nghiệp. Việc tiếp cận cũng dễ dàng hơn và doanh nghiệp cũng được hưởng mức lãi suất thấp hơn. Tuy nhiên, để đạt được điều này, doanh nghiệp cũng cần có hồ sơ năng lực tốt. Bởi ngân hàng cũng là doanh nghiệp và việc kinh doanh của ngân hàng cũng cần giảm thiểu tối đa những rủi ro. Lãi suất mà vay bằng ngoại tệ thì hiện nay là chúng tôi vay bình quân là 5 cho tới 5,5% năm. Về Việt Nam đồng thì chúng tôi đang vay thời điểm này là 14,5 cho tới 15% một năm. Thì cái vấn đề mà cái cũng như ngân hàng thì người ta so sánh, đối với những doanh nghiệp thì người ta cũng có những cái chính sách chế độ về vấn đề vốn. Cái vấn đề doanh nghiệp tiếp cận vốn thì nó cũng do nhiều yếu tố. Trong đó cái yếu tố về cái bản thân doanh nghiệp cũng là vấn đề. Tức là những doanh nghiệp mà đến với ngân hàng thì chúng tôi phải có lựa chọn. Tất nhiên ưu đãi nhưng phải có lựa chọn. Để chọn doanh nghiệp nó có kim ngạch nó tốt và có cái tài chính nó lành mạnh và có cái quan hệ coi như là tốt với ngân hàng phát triển. Vay trả nó sang khoảng theo các hợp đồng thì chúng tôi sẽ ưu tiên. Trên thực tế, một số doanh nghiệp lớn có uy tín vẫn tiếp cận được nguồn vốn lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp này không nhiều. Mặc dù là ngành xuất khẩu chủ lực, nhưng thủy sản vẫn là ngành ẩn chứa nhiều rủi ro. Chính vì vậy, các ngân hàng cũng thận trọng hơn trong việc cho vay. Theo thông tin từ Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, hiện nay, nguyên liệu để đảm bảo công suất cho các nhà máy vẫn thiếu hụt khoảng 20-30%. Tuy nhiên, giá cá tra vẫn giảm mạnh và nhiều hộ nuôi không bán được cá. Nút thắt chính là vấn đề về tài chính. Nếu các giải pháp trên được thực hiện, vấn đề này sẽ được giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, việc tháo gỡ khó khăn cho ngành cá tra không chỉ giúp cứu vãn hàng chục nhà máy đang đứng trước nguy cơ đóng cửa, mà còn cứu vãn hàng nghìn hộ nuôi cá của Việt Nam. Đây cũng chính là giải pháp cho sự phát triển bền vững của ngành thủy sản trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Open Việt Nam của chúng tôi ngày hôm nay. Và như thường lệ, trước khi nói lời chào tạm biệt, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung mà chúng tôi đã phát sóng trong chương trình. Chênh lệch lãi suất thực giữa doanh nghiệp vay và lãi suất ngân hàng công bố. Thị trường địa ốc Thành phố Hồ Chí Minh chưa hết cơn trầm lắng sau động thái nới tín dụng từ Ngân hàng Nhà nước. Nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thị trường bất động sản Việt Nam có góc nhìn của công ty bất động sản đa quốc gia. Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu. Tôi là Nguyễn Tùng. Còn tôi là Mai Phương. Rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Open Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.